Trước diễn biến của dịch bệnh COVID, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang mạnh tay tăng cấp độ giãn cách và áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đám đông. Trong đó, nghề giao hàng bằng xe hai bánh vẫn được hoạt động, nhưng buộc phải giám sát khai báo y tế. Ông Minh Quân, một nhân viên văn phòng, ý kiến. Vai trò của anh ấy rất là quan trọng. Tại vì thứ nhất là khi mà hạn chế tụ tập đi lại thì các anh ấy là nhân vật chủ chốt, có thể giao chuyển hàng hóa, đồ ăn, nhu cầu cần thiết cho mình. Thứ hai nữa là nghề shipper là một nghề tốt. Cái nguồn thu nhập của anh ấy đến từ shipper nên là để mà hạn chế các anh ấy thì nó gọi là cũng không nên. Mặc dù biết là nguy hiểm á, nhưng mà người ta, cái đó nguồn thu chính rồi. Nếu mà cắt vậy thì người ta cũng khó xoay sở, khó sống. Do dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng, nên giờ đây ai cũng có thể là F0, bà Thanh Thúy, chủ một cửa hàng, nói. Cũng sợ lắm chứ, tại mấy ảnh tiếp xúc đông người quá, coi như đủ thành phần hết á, mình cũng sợ lây nhiễm. Nhưng mà mình bán mình cũng đề phòng, rồi giãn cách mấy anh đó, mình bớt tiếp xúc mấy ảnh, bớt nói chuyện. Coi như là mình chỉ giao hàng thôi, đưa đơn rồi đưa hàng, giao hàng. Hệ thống của mình là chuyển tiền hết, mấy anh giao hàng là app nào cũng chuyển tiền á. Khi cả thành phố bị giãn cách, hạn chế việc đi lại thì nhu cầu đặt mua nhu yếu phẩm tăng và khi ấy buộc phải cần đến vận chuyển hàng hóa, giao hàng đến tận nhà của khách qua dịch vụ vẫn được người Sài Gòn quen gọi vắn tắt là shipper. Bà Thanh Thúy kể về cách thức ứng xử phòng dịch bệnh từ shipper. Cô buôn bán cô cũng sợ lắm, nhưng mà mình bán là bán ở trong nhà. Rồi mấy anh shipper lại lấy hàng thì mình đem ra ngoài giãn cách, kêu mấy anh đứng xa xa ra, cũng không đứng gần mình nữa đó, thì mấy anh cũng chấp hành. Hễ mà đơn ra cái là đưa đơn cho mấy anh, kêu anh đứng với bà lề. Hễ mà 4-5 anh thì kêu đứng xa giãn cách ra, thì mình bán cũng ít đi nhưng mà cũng đỡ, nhưng còn hơn những người không được bán. Dĩ nhiên, những bước phòng dịch này chỉ là giải pháp tình thế theo ông Minh Quân, giờ nếu dừng hoạt động shipper thì còn nguy hơn. Nếu mình có nhu cầu mình đặt hàng thì cái đó là một phần là mình phải chịu thôi. Tại vì mình cũng cần cái đó, người ta cũng cần sống của người ta. Nên là hai cái đó thì mình không có vấn đề gì kỳ thị cả. Nếu có lỡ không may thì coi như là mình xui thôi. Các cửa hàng còn đang hoạt động thì cũng một phần là vai trò các anh ấy cũng cao. Bây giờ dừng các anh ấy thì lại kéo theo các cửa hàng, cái hệ thống cửa hàng nó đóng cửa, có thể nó kéo nền kinh tế đi xuống nữa. Hiện tại, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết, như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Người dân có thể đặt hàng trực tuyến và dịch vụ shipper sẽ giao hàng tận nơi theo yêu cầu.